Dạ vâng, xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trở lại thông tin buổi sáng hôm nay là ngày 16 tháng 7 rồi quý vị. Chúng ta tiếp tục theo dõi và quan sát tình hình diễn biến về việc khất thực của thầy trong ngày hôm nay nha quý vị. Ngày hôm nay là ngày 16 tháng 7 rồi. Thưa quý vị, tình hình thì hôm nay là ngày thứ bảy, thầy vẫn khất thực tiếp tục trở lại bình thường nha quý vị. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng trong không gian mà nơi thầy xuất hiện thì cũng là một cái khung cảnh tại khu vực quanh công ty của của anh của thầy, đó là anh Tuấn. Và hôm nay thì chúng ta thấy rằng thời tiết tại Gia Lai cũng vẫn như những ngày bình thường, trời cũng vẫn còn đang đổ mưa, nhưng mà ngày hôm nay thì mưa ít hơn mấy ngày trước nha quý vị ha. Và đặc biệt có cái là tất cả các Phật tử từ khắp nơi đổ về đây rất là đông. Tình hình mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy rằng đó là lượng Phật tử về đây rất là đông, có thể là đông hơn mọi ngày. Tình hình như vậy thì chúng ta biết rằng đó là càng ngày các Phật tử càng tin yêu, càng hy vọng được sự xuất hiện của thầy là an toàn, là có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Cho nên rất đông các Phật tử từ khắp nơi về đây quý vị ha, rất là mừng. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy rằng đó là cái sự giác ngộ cũng như là ý thức của các Phật tử cũng đã thể hiện rất là rõ ràng. Khi thầy xuất hiện thì rất đông các Phật tử cũng đã xếp hàng đứng hai bên, rồi tình hình bảo đảm an toàn trật tự của các anh em địa phương và anh em trong đoàn hộ pháp của thầy đó dàn xếp cũng rất là tuyệt vời. Nói chung là tất cả các cái khung cảnh và những diễn biến mà diễn ra khi thầy xuất hiện đó thì chúng ta thấy rất là mãn nguyện quý vị ha. Rất là mãn nguyện. Chúng ta cũng có thể xem lại tất cả những hình ảnh, dù rằng đó là chúng ta không được đảnh lễ trực tiếp thầy, nhưng mà chúng ta có thể quan sát qua màn hình trên các cái cổng thông tin để chúng ta có thể theo dõi trực tiếp các cái diễn biến về việc hành khất thực của thầy. Đó cũng là cách mà chúng ta tôn trọng về việc đảnh lễ của chúng ta. Đảnh lễ ở nhà đó là cách mà hữu hiệu nhất để bảo vệ cái sự hành khất thực của thầy được lâu dài hơn, và quan trọng là bảo vệ an ninh trật tự, và chúng ta cũng có thể theo dõi và nắm bắt được rất nhiều các cái thông tin trên mạng xã hội nha quý vị. Việc mà thầy xuất hiện trong những ngày gần đây, dù là thời tiết rất mưa, nhưng mà quý vị thấy hàng ngàn các Phật tử cũng đội mưa đội gió về đây để mà theo dõi, để mà nghe ngóng rồi để được đảnh lễ thầy. Đó là tất cả những điều mà ai cũng mong muốn quý vị. Rất là vui và vui mừng khi thầy được xuất hiện và thầy tiếp tục đi khất thực. Hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Tất cả những diễn biến diễn ra đều là ở trong một cái không gian rất là yên tĩnh, một cái không gian được gọi rằng nó là rất là an toàn nơi khu vực gần công ty của anh của thầy. Trong cái điều kiện mà thầy xuất hiện như thế này, được bố trí thì gia đình và anh của thầy và chính quyền địa phương cũng đã bố trí một cái địa điểm để cho thầy xuất hiện nhằm đảm bảo an toàn trật tự giao thông này, nhằm đảm bảo cái việc mà bà con có thể tập trung đến đây để đảnh lễ thầy trong một cái không gian, trong một cái bối cảnh mà không gây ảnh hưởng, không gây mất trật tự an toàn giao thông. Đó là cái điều tốt. Cái khu vực công ty của thầy thì khu vực đó cũng vắng nhà dân và là nơi ít có cái phương tiện lưu thông qua lại nhiều, cho nên đơn vị địa phương và gia đình đã chọn cái địa điểm này là nơi mà rất là hợp lý quý vị. Và đặc biệt rằng đó là cái nơi mà để cho thầy ẩn tu và tịnh tâm thì chọn cái công ty của thầy. Phía trong đó thì chúng ta không quan sát rõ bởi vì không có hình ảnh. Nhưng mùa này là mùa mưa của Gia Lai và nói chung là mùa mưa của miền Nam. Thầy đã chọn cái địa điểm này để thầy tiếp tục xuất hiện và khất thực. Trong cái mùa Kiết Hạ này thì các tu sĩ, các Phật tử trong tôn giáo đều chọn cái mùa Kiết Hạ này để tịnh tâm, rồi để thuyết giảng, rồi rất nhiều các cái điều mà các tăng ni Phật tử trong các tôn giáo Phật pháp này phải làm. Nhưng riêng thầy thì thầy chọn cái việc ẩn tu bởi vì thầy đang độc tu một mình,
nơi mảnh đất Gia Lai, nơi mà thầy sinh sống, là quê hương thứ hai của gia đình thầy. Việc thầy đã buông bỏ và từ bỏ hết tất cả, từ gia đình, người thân cho đến tiền tài và địa vị, thầy chọn nơi hoang sơ vắng vẻ nhất, chỉ độc cô một mình thầy, để tu học, để học tập theo cái niềm tin của Đức Phật. Đó là một cái giá trị, đó là một cái cách mà khó có ai có thể thực hiện được. Chỉ có thầy, một cái ý chí bền vững và một cái tư tưởng mà chúng ta đến bây giờ không có ai có thể mà làm được cái điều đó giống như thầy. Cho nên thầy đã từng nói thầy hy sinh nửa cuộc đời còn lại, thầy nguyện một lòng đi theo con đường của Đức Phật, không hề lay động, không hề thay đổi. Đó là cái tâm thức đã in sâu trong trái tim suy nghĩ của thầy, và sức lan tỏa đó đã lan tỏa, đã thức tỉnh và đã lay động đến hàng triệu con tim của chúng ta. Thật là cảm động và xót xa khi nghe lại những chia sẻ của thầy trong suốt thời gian 6 năm qua, thầy đi bộ hành độc cô trên mọi nẻo đường. Đến khi sức lan tỏa của thầy được nhiều người biết đến thì chúng ta mới chứng kiến, chúng ta mới thực sự thốt lên những nỗi bất ngờ. Không ngờ rằng một con người bình thường giản dị như thầy lại làm được một cái điều vĩ đại, vi thường, phi thường mà khó có ai có thể làm được. Chỉ có Đức Phật mới làm được. Và thầy đúng là Đức Phật thứ hai đã giáng thế xuống dương trần này. Và hiện thân của thầy bây giờ là Nguyễn Anh Tú, là sư Minh Tuệ. Thầy là sứ giả của Đức Phật. Thầy đi gieo duyên khắp nơi, khắp mọi làng quê, khắp mọi nẻo đường. Và hôm nay thì sự xuất hiện của thầy trong hơn một tháng vừa qua để chứng minh, để trả lời cho tất cả những vấn đề mà chúng ta đang trông chờ thời gian khi thầy xuất hiện, đang lo lắng về sức khỏe cũng như tình hình ẩn tu của thầy. Và hôm nay là ngày thứ 6 rồi quý vị ha. Bà con chúng ta rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Chúng ta rất là thoải mái khi được nhìn thấy thầy từng ngày liên tục xuất hiện như thế này. Và mong rằng những hình ảnh như thế này luôn được tồn tại và luôn được tiếp diễn. Chắc chắn rằng theo cái nguyện đạo của thầy và nguyện vọng của thầy thì thầy sẽ ẩn cư hết cái mùa kiết hạ này, rồi thầy sẽ tiếp tục bộ hành trên khắp các nẻo đường mà nơi nào thầy chưa đi qua. Đó là nguyện vọng của thầy. Và sau khi thực hiện hết cái hành đạo của mình thì thầy có thể là đi du hành trên con đường độc đạo của mình từ khắp các nước ở khu vực Đông Nam Á này, và đặc biệt đó là một mảnh đất linh thiêng của niềm tin Phật Pháp, đó là Ấn Độ, là cái nguyện vọng của thầy. Nhưng mong muốn rằng là tất cả những diễn biến này và cái nguyện vọng của thầy sẽ được thực hiện theo tâm niệm của thầy, để thầy có thể gieo duyên trên khắp mọi nẻo đường để đem đến hạnh phúc, an nhiên, tự tại cho mọi người. Thưa quý vị, đó là điều không chỉ riêng thầy, không chỉ riêng các Phật tử, mà hàng triệu trái tim ai đang quan tâm, quý mến và tin nhiều về cái tín niệm của Phật Pháp mà con đường thầy đã chọn. Không chỉ thầy gieo duyên cho các bá tánh, mà sức lan tỏa của thầy đã khiến cho hàng trăm các Phật tử chúng ta cũng đã từng chứng kiến trong suốt thời gian trên con đường hành đạo của thầy, từ cái hành trình từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. Đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng trong số hơn 72 các tăng ni Phật tử, đồ đệ, siêu huynh, sư đệ cũng đã đi theo thầy từ trước đến nay. Dù là không có cơ hội để hàn huyên, để gặp thầy trong mùa kiết hạ này khi dẫn tu, nhưng các đồ đệ này cũng vẫn nguyện tâm một lòng thực hiện đúng theo con đường hành đạo và nguyện đi theo bước chân thầy ở mọi lúc, mọi nơi quý vị. Đó là sức lan tỏa, cái sự lay động và cái ánh sáng rọi đường của Đức Phật, là chúng ta thấy đó là một cái sự hiển linh đã nhiệm màu, đã lan tỏa từng ngóc ngách và lay động, thức tỉnh, thấm đường từng con tim của chúng ta. Quý vị rất là xót xa, rất là cảm động. Và hôm nay là ngày 16 quý vị ha, ngày 16 tháng 7 rồi, ngày thứ 6 thầy lại tiếp tục khất thực trên đất Gia Lai, trên những con đường mà quen thuộc. Ngày thường ngày thầy xuất hiện ở phía trong khu vực thầy ẩn tu tịnh tâm là
bên trong là công ty của anh thầy, chắc chắn là nơi đó sẽ an toàn. Và chọn cái địa điểm này là để cho thầy đảm bảo được sức khỏe, đảm bảo được việc hành khất thực và đảm bảo cái an toàn về nói chung là có thể là tính mạng của thầy, quý vị ha. Được gần người thân hộ pháp này, rồi được gần chính quyền địa phương bảo vệ này, rồi được gần anh em họ hàng bên gia đình bảo vệ thầy, đó là một cái điều mà chúng ta thấy không có gì mà quan trọng nhất trong vấn đề hành khất thực của thầy, đó là sự an toàn. Chúng ta thấy rằng hàng ngàn các Phật tử cũng đã đổ về đây, mỗi người một nắm cơm, một chai nước suối và một mớ trái cây để thể hiện cái lòng biết ơn, lòng thành để báo đáp lại người con của đất Gia Lai, người con mà chính cha mẹ đã rứt ruột đẻ ra nhưng bây giờ cũng vẫn xưng là thầy chứ không xưng con. Chúng ta nhìn nhận những hình ảnh của bố mẹ thầy, anh em thầy khi xuất hiện, chúng ta không khỏi mà không vỡ òa cảm xúc yêu thương trân quý và những giọt nước mắt. Chúng ta có thể ngấn lệ vào trong để vui mừng, để mong muốn mọi điều tốt đẹp đó luôn được bình an và luôn hiển nhiên tồn tại trên trên cõi đời này. Thưa quý vị, đó là điều mà ai cũng mong muốn. Và chúng ta có thể theo dõi lại những hình ảnh ngày hôm nay mới nhất trong buổi khất thực ngày thứ sáu của thầy. Dù chúng ta không không đảnh lễ trực tiếp thầy nhưng chúng ta có thể theo dõi trên hình ảnh nha quý vị. Đây quý vị thấy không? Mình có thể cắt bỏ các cái âm thanh trực tiếp này để khỏi bị vướng bản quyền nha các bạn, và mình có thể là chia sẻ qua loa để cho quý vị có thể theo dõi và nhận định được cái việc mà thầy khất thực trong buổi sáng ngày hôm nay ngày 16 như thế nào nha quý vị. Mình chia sẻ những hình ảnh này nhiều thì có thể là dính bản quyền, ảnh hưởng cái kênh của mình nha quý vị. Cho nên khi quý vị xem qua các cái thông tin này thì quý vị có thể hết sức thông cảm. Và có thể chúng ta cũng đó là cách để chúng ta có thể đảnh lễ từ xa và theo dõi những hình ảnh mà được các anh em chia sẻ trên mạng xã hội nha quý vị. Sáng nay thầy vừa bước ra tại cổng công ty thì hàng trăm các Phật tử, hàng ngàn các Phật tử ngồi kia như vỡ òa lên, hô lên: "Thầy ơi, thầy ơi, Nam mô A Di Đà Phật." Những lời nói rất là gần gũi, những lời nói rất là thân thương, hòa theo cùng với bước chân của thầy và hòa cùng với nhịp đập của hàng triệu con tim đang thổn thức đón chờ từng bước chân của thầy đi qua. Dù là không được nhìn ngắm thầy lâu dài, chỉ thoáng qua thôi trong 5-10 phút thôi, đó cũng đủ để thỏa lòng cái nỗi mong chờ của quý Phật tử chúng ta trong suốt thời gian qua, phải không quý vị? Rất là mừng, rất là hoan hỷ để chúng ta đón nhận những hình ảnh như thế này, không có gì mà sung sướng bằng, phải không quý vị ạ? Đây quý vị thấy không? Đây là hình ảnh thực tế nhất mà được các anh em YouTube tại địa phương quay và chia sẻ để cho chúng ta từ xa chúng ta có thể theo dõi được những hình ảnh này, mà chúng ta có thể cũng cảm nhận được cái sức lan tỏa và cảm nhận được cái việc hành khất thực của thầy trên mọi nẻo đường như thế nào nha quý vị. Dù là hình ảnh nó không được rõ nét, không được sắc nét giống như bình thường, bởi vì quay trong một cái khung cảnh nhiệt độ thời tiết thì mưa gió, rồi cái thứ hai nữa là rất là vội vàng, bởi vì là quay trong một cái môi trường mà không được thoải mái lắm nha quý vị. Quý vị cũng đã biết thì trước đây khi tình hình xuất hiện của thầy thì có rất nhiều các cái biến cố, cho nên cơ quan chức năng và chính quyền địa phương là không cho phép chúng ta quay phim và ghi hình một cách tự do thoải mái giống như trước đây nữa. Cho nên những hình ảnh trong các cái đoạn video mà được chia sẻ thể hiện một cách quay có thể gọi là vội vàng và không được sắc nét rõ ràng lắm, nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là những hình ảnh thực tế nhất, những hình ảnh mà được gọi rằng nó là đẹp nhất để chúng ta biết được, để chứng kiến được sự xuất hiện của thầy, là tất cả những điều mà để chứng minh cho chúng ta thấy được điều đó là sự hiển nhiên nha quý vị ha. Mình có thể để cái hình ảnh của mình che bớt lại một tí để cho khỏi dính bản quyền trong cái đoạn video mà mình chia sẻ nha quý vị. Nếu như mà mình lấy 100% cái hình ảnh thực tế trên cái đoạn video thì có thể là dính bản quyền, nó có thể ảnh hưởng đến cái kênh của mình. Cho nên quý vị cũng có thể khi theo dõi chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề này.
và chúng ta cũng có thể cảm nhận được tất cả những hình ảnh đó là những hình ảnh mà sống động nhất, gần gũi nhất và mới nhất, thực tế nhất, để chúng ta biết được tình hình về việc hành khất thực của thầy từng ngày diễn ra như thế nào, quý vị ha. À, không biết tình hình âm thanh hình ảnh như thế nào quý vị. Em xin gửi lời chào chị Lê Thị Mở, xin chào bà già Mê Cha Trẻ, xin chào Hứa Tôn, xin chào tất cả mọi người. Chúc sức khỏe mọi người buổi sáng an lành. Chúc mấy anh chị ở nước ngoài thì có một đêm vui vẻ và hạnh phúc. Mình xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi thông tin của mình nha. Chúng ta tiếp tục theo dõi những hình ảnh mà mới nhất trên cái việc mà xuất hiện của thầy sáng nay nha quý vị. Quý vị thấy đó, đó là những hình ảnh mà rất là thân thương. Bà con về đây cũng rất là hoan hỷ, mọi người cũng đã biết giác ngộ, cũng đã biết giữ gìn cái trật tự riêng cho mình. À, quý vị thấy không? Và đặc biệt rằng đó là ở nơi đó anh em địa phương có thể là chính quyền địa phương họ đã bố trí một cái không gian rất là thú vị, rất là tuyệt vời, rộng rãi và bố trí ghế để cho bà con chúng ta theo dõi được những cái hình ảnh được thực tế hơn. Quý vị thấy không? Rất là đông quý vị ha, dù là trời mưa, dù là khí hậu ở Gia Lai mùa này là mùa mưa rồi. Rồi như vậy là âm thanh chuẩn rồi quý vị. Đây mình có thể coi lót lót qua vài hình ảnh để chúng ta có thể biết được tình hình như thế nào nha quý vị. Đây mình chia sẻ, mình đệm thêm cái lời nói của mình vào cho khỏi dính bản quyền cái video của các bạn nha quý vị, chứ không là dính bản quyền cái là cũng khổ ha quý vị. Cái kênh của mình đang đang bị một gậy cộng đồng rồi, cho nên những hình ảnh như thế này quý vị có thể, khi xem quý vị có thể hiểu được. Nhiều người cũng có thể trách cho rằng đó là khi họ nói thì mình không được nói theo, nhưng mà đó là cái cách để mình chia sẻ để khỏi dính bản quyền thôi nha quý vị. Đây, nhưng mà trong cái đoạn video này thì chúng ta cũng có thể là nhìn những hình ảnh là được rồi. Còn các bạn chia sẻ thì các bạn cũng chỉ quay rồi giới thiệu những hình ảnh thực tế vậy thôi. Đây, quý vị thấy đó, rất đông các khán giả, các Phật tử từ khắp nơi, người ta đội mưa đội gió như thế này đây. Thời tiết của Gia Lai mùa này thì là cũng là se lạnh đấy quý vị. Se lạnh và mưa thì mưa ngâu, mưa phùn, không có mưa dầm mưa lớn, nhưng mà mưa mưa liên tục nhưng mà thấy cái sự hân hoan của các Phật tử dù có vất vả như thế nào, nhưng mà các Phật tử về đây với một cái tinh thần rất là thoải mái, rất là hớn hở. Khi mà được gặp thầy và khi được tự do để đảnh lễ thầy như thế này thì ai cũng vui mừng quý vị ha, ai cũng rất là khí thế và hào hởi. Còn những anh chị cô chú chúng ta mà nếu như không trực tiếp, không có điều kiện, không đến được nơi thầy đó, thì chúng ta có thể theo dõi qua các cổng thông tin, qua các kênh truyền thông, để chúng ta có thể nắm bắt được cái tình hình hành khất thực của thầy đang diễn ra như thế nào, để chúng ta có thể theo dõi và biết biết được cái sự an toàn và tất cả những diễn biến của thầy diễn ra mỗi ngày như thế nào nha quý vị. Nhưng mà cũng hy vọng một điều rằng những diễn biến như thế này sẽ được xuất hiện mãi ở cái mùa kiết hạ này, và theo mình hy vọng và mình nghĩ thì có thể rằng là thầy chỉ xuất hiện ở cái khu vực này trong cái mùa kiết hạ này thôi quý vị, và đặc biệt đây là mùa mưa rồi, cho nên thầy chọn cái nơi đây là nơi để mà thầy vừa ẩn tu, vừa có được thời gian để tịnh tâm, mà vừa có cơ hội để thầy được khất thực tự do, mà vừa có cơ hội để hàng ngàn các Phật tử có thể về đây để đảnh lễ thầy trong một cái không khí, không gian được bố trí một cách rất là an toàn, không ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nè, không ảnh hưởng đến chính quyền địa phương nè. Thì đó cũng là một cái cách mà
thầy đã chọn nơi đây để khất thực trong mùa khiết hạ này thôi. Mùa khiết hạ thì chỉ có vài ba tháng thôi quý vị, nhưng mà chắc chắn rằng là qua cái mùa này nắng ráo trở lên thì thầy sẽ chọn cái địa điểm khác để thầy đi bộ hành tiếp, bởi vì cái nguyện đạo của thầy là phải thực hiện cái khổ hạnh, là phải độc hành, phải lang thang rày đây mai đó. Thầy không ngồi một chỗ, nhưng mà đặc biệt trong cái điều kiện hôm nay là mùa kiết hạ cho nên thầy chọn cái địa điểm này để thầy ở một cái địa điểm này một chỗ trong một cái thời gian ngắn thôi. Theo mình nghĩ rằng đó là thầy sẽ không không xuất hiện ở đây lâu dài đâu quý vị. Mà nếu như thầy xuất hiện ở các địa phương khác thì tình hình an ninh trật tự có thể là gây khó khăn cho cái việc mà hành khất thực của thầy, gây cản trở giao thông khi mà thầy đi qua nơi mà đông dân cư, nơi thị trấn hay hoặc là các cái nẻo đường mà thầy muốn đến thì chắc chắn rằng sẽ ồn ào quý vị ha. Nhưng mà được có cái là nó là nơi đây, nơi khu vực của công ty của anh thầy cho nên khu vực này ít đông dân cư và đặc biệt là ít có phương tiện lưu thông qua lại cho nên là nó không ảnh hưởng đến. Và cái địa điểm này thì đây là một cái địa điểm lý tưởng nhất mà để cho các Phật tử về đây. Ngoài cái việc mà một cái không gian quý vị thấy không, không gian rất là rộng rãi mênh mông như thế này, diện tích đất của Gia Lai thì quý vị biết rồi ấy, trời mưa gió nhưng mà quý vị các Phật tử rất là đông, từ lớn đến nhỏ đủ các cái thành phần về đây, thấy rất là khí thế quý vị ha. Khi mà được đảnh lễ thầy trong năm vài phút thôi quý vị, thầy không có ở lâu được với lại các Phật tử chúng ta, thầy chỉ đi thoáng qua thôi. Cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa là để đảm bảo cho cái việc mà tránh gây cái sự bát nháo ồn ào thì thầy chỉ đứng đằng xa, thầy nhìn các Phật tử, thầy hân hoan, thầy vui mừng, có thể là thầy sung sướng, thầy có một cái cảm giác mà chúng ta khó có thể biết được, đó là sự vui mừng khi mọi người đều hân hoan, đều cảm động, đều xót xa và có thể là đều sung sướng khi được nhìn thấy thầy. Thầy có thể đã đón nhận được tất cả các cái cảm giác đó quý vị ha. Cho nên thầy chỉ thoáng qua một cái rồi thầy đi, chứ thầy không có ở lại lâu. Và vì là trời mưa cho nên thầy không có thể ngồi mà chia sẻ cùng với các Phật tử được. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là là vui. Nhưng mà khi mà thầy đứng lại, dừng lại để mà trò chuyện, để chia sẻ với các Phật tử thì nó cũng ảnh hưởng quý vị ha. Bởi vì các Phật tử đang rất là hiếu kỳ. Mà trong cái thời điểm này đó thì là thời điểm nhạy cảm nữa. Nếu như mà tập trung đông thì sẽ gây cái sự ồn ào, gây cái sự mà phức tạp thì chính quyền địa phương phải can thiệp vào. Cho nên cái việc mà bố trí để cho thầy, và có thể là thầy thầy quyết định là sẽ không không ngồi lâu, không trò chuyện với các Phật tử lâu để khỏi phải ảnh hưởng đến các cái vấn đề gì có thể xảy ra mà chúng ta không lường trước được quý vị. Cho nên đó cũng là điều mà rất là tuyệt vời để chúng ta cảm nhận được sự xuất hiện của thầy trong những ngày gần đây. Đấy, chúng ta có thể theo dõi mỗi kênh một cái góc quay, một cái hình ảnh khác nhau để chúng ta có thể cảm nhận được tất cả những cái diễn biến của thầy diễn ra như thế nào quý vị. Những hình ảnh mà chúng ta được theo dõi, được xem thì ở cái thời điểm hiện tại bây giờ là 10 giờ rồi, còn thầy xuất hiện đó là thầy xuất hiện ở cái thời điểm mà buổi sáng 5 giờ sáng. Thường thì 5 giờ sáng thì thầy đã xuất hiện và bà con cũng đã tập trung về nơi đây rất là đông nghe quý vị. Cho nên tất cả những hình ảnh này là những hình ảnh thực tế nhất để chúng ta có thể chứng minh và thấy được những gì đang diễn ra, những gì mà chúng ta đang thấy đó là hình hài của một sứ giả của Đức Phật bằng xương bằng thịt giữa đời thường, hình hài của một Nguyễn Anh Tú, một bí danh là Sư Minh Tuệ như thế này, là cho chúng ta thấy được sức lan tỏa, cái niềm tin về cái ánh hào quang của Đức Phật đã len lỏi từ trong ngóc ngách, từ trong các bóng đen để làm lu mờ các cái bóng đen mà những kẻ xấu, những người mà không thể làm được như thầy. Cho nên là ánh sáng của niềm tin này có thể làm lu mờ, làm lùi tàn đi những cái bóng đen ấy, và tất cả những điều đấy là
Hy vọng quý vị thấy là hôm nay có một một tu sĩ nào đây, một Phật tử nào cũng mặc áo cũng giống như thầy, rồi đi ôm bình bát, rồi cũng đi đến mong muốn được đảnh lễ thầy đấy quý vị. Đó là những hình ảnh mà gần nhất để chúng ta có thể quan sát trong các cái diễn biến những ngày hôm nay, để biết được tình hình khất thực của thầy như thế nào quý vị ha. Chúng ta có thể tạm không nghe những âm thanh chính nha quý vị, bởi vì âm thanh chính thì cũng là sự ồn ào vậy thôi chứ không có gì cả. Đấy, hôm nay thì lại xuất hiện một một tăng ni, một Phật tử này đây, không biết ở bên cái bên nào, nhưng mà cũng đã đến đây để đảnh lễ thầy đó quý vị. Quý vị thấy không, rất là đông quý vị ha, rất là đông các Phật tử về đây, hàng ngàn các Phật tử đó quý vị. Hôm nay thì chúng ta thấy bà con cũng đã giác ngộ sớm rồi, đứng từ rất là sớm hai bên đường. Bà con có thể tập trung đây từ sớm nhất là từ 2 đến 3 giờ sáng đấy quý vị. Những anh chị em ở xa về đây thì là thao thức cả đêm luôn, người ta trông cho gặp được thầy, thì cho nên là nhiều người đã đến đây từ rất sớm rồi. Và quý vị thấy không, dọc hai bên đường đó thì gần đây thì có rất nhiều các đơn vị cũng đã hỗ trợ về ánh sáng như thế này. Vừa qua thì mình thấy nhiều cây đèn năng lượng cũng đã lắp dài theo các tuyến đường dọc theo nơi mà thầy đi qua đấy quý vị. Nơi thầy đi qua thì nhà dân cũng thưa thớt quý vị ha, nhưng mà rất là đông quý vị thấy không. Đặc biệt là ngày hôm nay mưa, nhưng mà không có mưa lớn, không có mưa lớn giống như ngày hôm qua. Ở thời gian mà những hình ảnh này xuất hiện thì đó là tầm khoảng 5 giờ sáng, hơn 5 giờ sáng quý vị ha, rất là đông. Đây quý vị thấy không, hàng trăm cái ghế, hàng ngàn cái ghế được anh em trong đơn vị hộ pháp này cũng đã bố trí một cái không gian, bố trí một cái hình ảnh, cái hiện trường rất là tuyệt vời. Chắc chắn cái việc mà bố trí cái điều này thì mình nghĩ rằng là bên anh trai của thầy đó quý vị, bởi vì anh làm trong cái công tác này thì cũng rất là tốt. Làm trong công ty, một người mà quản lý hàng ngàn công nhân, thì chúng ta thấy rằng là anh bố trí cái tình hình như thế này thì rất là hợp lý. Việc mà các Phật tử về đây đảnh lễ thì có một cái không gian riêng để đảnh lễ đó cho thầy. Đảnh lễ thì thầy chỉ nhận bằng cái niềm tin, thầy chỉ nhận bằng cái tâm niệm và cái tấm lòng của thầy đối với các Phật tử thôi. Còn thầy không nhận các vật phẩm mà các Phật tử đảnh lễ trực tiếp đâu nha quý vị. Thầy chỉ đi khất thực vào nhà dân để thầy nhận những cái thức ăn mà thực tế nhất, chính từ những người dân quê hương của thầy, rồi những sản phẩm mà chính thầy đã được thưởng thức và nuôi lớn thầy từ nhỏ đến lớn, đó là những hạt mầm, hạt cơm mà chính tay của người dân địa phương nấu ra cho thầy. Và kể cả là trong những nắm cơm đó có thể là có những phần ăn của mẹ của thầy nữa đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng việc khất thực và thọ thực của thầy trong những ngày gần đây có thể gọi là an toàn quý vị ha. Còn những cái phần đảnh lễ của quý vị mà của các Phật tử mà về đây tập trung lại một chỗ trên bàn đó quý vị, chúng ta cũng không thể đặt cái hy vọng đó là an toàn 100% nha quý vị. Chúng ta cũng chưa chắc là những cái gì có thể tốt đẹp và những điều gì có thể bất trắc xảy ra. Cho nên là chúng ta vẫn dù là hy vọng, nhưng chúng ta vẫn đặt một cái nghi ngờ để đề phòng những cái bất trắc có thể xảy ra. Bởi vì hiện tại thì hàng ngàn khán giả, hàng ngàn người đang theo dõi, hàng ngàn người mà đang đến để đỉnh lễ thầy đây, cũng chưa hẳn rằng chừng đó số người là những người tốt hết nha quý vị. Cho nên chúng ta thấy điểm lại tất cả những cái hành trình trên con đường hành khất thực của thầy trong suốt thời gian qua, thì chúng ta cũng đã biết rất nhiều các cái biến cố, rất nhiều các cái sự kiện mà chúng ta thấy có thể rằng là nó ảnh hưởng đến tình hình an toàn cũng như là sức khỏe cho thầy trong việc thọ thực và khất thực đấy quý vị. Thầy thì thầy không nhận phần thọ thực của các Phật tử về đảnh lễ trên bàn đó. Thầy tự đi đến nhà dân. Thứ nhất là thầy gieo duyên đến cho đồng bào nơi quê hương của thầy. Thứ hai nữa là để cho bà con thể hiện một chút